Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, cuộc phản công của Ukraine vốn bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 dường như chưa đạt được nhiều thành tựu đáng kể, phần nhiều do chiến thuật quân sự cùng với vũ khí tiên tiến của nước Nga. Theo tờ báo quân sự Euroasian Times, trong cuộc phản công, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức không lường trước được, bao gồm những bãi mìn được bố trí một cách hợp lý, thiết bị từ xa của Nga, cũng như việc quân đội Nga sử dụng trực thăng tấn công k 1 k 52 Alligator. Về sức mạnh của cá sấu k 52 nhiều video đăng trên mạng xã hội cho thấy trực thăng k 52 đã phá hủy thiết giáp của Ukraine cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Những mảnh vỡ bị cháy của xe bọc thép Ukraine nằm giải rác trên chiến trường không khỏi khiến cho giới chức nước này lo ngại về khả năng sát thương của K-52. Giới chức Ukraine đã mong muốn có được tiêm kích F-16 của phương Tây, với hy vọng F-16 sẽ đối phó được với trực thăng K-52 của Nga. Có một số lý do để coi trực thăng K-52 là yếu tố thay đổi diễn biến cuộc phản công của Ukraine. K-52M, phiên bản mới nhất của cá sấu K-52, sở hữu nhiều tính năng nổi bật. Đầu tiên có thể kể đến khả năng của mạng lưới trung tâm, nó được tích hợp với một hệ thống kiểm soát và chỉ huy chiến trường mới, tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu với các phương tiện bay không người lái cũng như các trực thăng và máy bay khác. Thứ hai, trực thăng KA52M có bộ truyền thông băng thông cao Rada AESA có thể phát hiện mục tiêu trên không có kích thước bằng máy bay ở khoảng cách 15 km và các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách 12 km. Thứ ba, KA52M được nâng cấp hệ thống phát hiện và nhận dạng mục tiêu quang điện tử tầm xa GUS 451M. Khả năng phát hiện của hệ thống quang học này tương đương với khả năng của radar. Kế đến, K-52 có thể mang theo một số tên lửa không đối đất tầm ngắn, tầm trung và tầm xa để tấn công các mục tiêu thiết giáp hoặc mặt đất, kể cả các mục tiêu kiên cố. Sự kết hợp giữa khả năng của mạng lưới trung tâm và bộ truyền thông băng thông cao cho phép cá sấu K-52 có mặt ở nơi khó tiếp cận nhất. K52 cũng cung cấp thông tin phản hồi ngay lập tức về kết quả cuộc tấn công cho các chỉ huy giám sát chiến trường. Về tên lửa, K52 mang theo các loại tên lửa có thể tấn công thiết giáp, mục tiêu mặt đất hoặc cả hai. Các loại tên lửa mà K52 sử dụng để tấn công thiết giáp bao gồm Vex 9K121, Ataka 9M120, Saturn 9K113 và Ideal 305. Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser Vic 9K121 có tầm bắn từ 10 đến 12 km với khả năng xuyên giáp dày tới 900 ly. Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng vô tuyến Ataka 9M120 có tầm bắn 6 km với khả năng xuyên giáp dày 800 ly. Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng vô tuyến Saturn 9K113 có tầm bắn 5 km và khả năng xuyên giáp dày 650 ly. Cuối cùng là tên lửa đa năng Idelai 305, có tầm bắn 14,5 km và tốc độ hơn 800 km trên giờ. Để tấn công mục tiêu mặt đất, k 52 sử dụng các tên lửa KH-25M và KH-29. KH-25M là tên lửa dẫn đường bằng laser, tầm bắn khoảng 10 km. Nó có thể phá hủy bong ke, cầu, trạng radar và các phương tiện quân sự. KH-29 là tên lửa dẫn đường bằng laser, có tầm bắn 12 km, có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố như hầm trú ẩn bằng bê tông, đường băng hay tàu. Hai loại tên lửa mà k 52 sử dụng đem lại hiệu quả cao là VIX và Idelai 305 nhờ tầm bắn và độ chính xác. Còn về F-16, tiềm kích F-16 có radar mạnh mẽ, có thể mang tên lửa không đối không tầm xa, cho hạn như Aram, có thể tận dụng hiệu quả phạm vi phát hiện và theo dõi của radar. Bên cạnh vũ khí tầm xa, F-16 có tầm hoạt động và khả năng tải trọng tốt hơn là tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine. Nó cho phép F-16 hoạt động từ sâu trong lãnh thổ Ukraine, từ các căn cứ không quân ở phía Tây và phía Trung của Ukraine. Các hệ thống phòng không của phương Tây cũng bảo vệ tốt không phận phía Tây và phía Trung Ukraine. Vì thế mà nước Nga sẽ không thể tấn công các căn cứ F-16 của Ukraine như họ đã có thể tấn công các căn cứ không quân Mỹ 29 vốn gần chiến trường hơn. Được trang bị tên lửa Aram tầm xa, F-16 có thể đe dọa hoạt động của trực thăng k 52 Khi bay ở chế độ thấp, F-16 có thể né tránh sự phát hiện của hệ thống tầm xa của Nga, đồng thời tấn công k 52 từ độ cao trung bình bằng tên lửa Aram. Sau đó nó trở về căn cứ ở độ cao thấp. Chưa hết, F-16 còn có thể thách thức các máy bay chiến đấu của Nga bằng nhiều chiến thuật khác. Vậy quân đội Nga đã làm gì để hạn chế thách thức từ phía F-16? Để hạn chế những thách thức từ F-16, quân đội Nga cần phải tấn công các căn cứ F-16 nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, việc tấn công những chiếc F-16 trên mặt đất tại căn cứ không khả thi vì máy bay thường được bố trí rộng rãi và đặt trong những hầm trú ẩn kiên cố. Nga có thể sẽ sử dụng chiến thuật mà họ đã áp dụng để hạn chế thiệt hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow của máy bay ném bom Su-24MR của Ukraine gây ra. Đó là phá hủy các cơ sở được sử dụng để lưu trữ đạn dược mà máy bay mang theo. Quân đội Nga thường xuyên tấn công các căn cứ không quân của Ukraine nhằm phá hủy vũ khí không đối đất của phương Tây cung cấp như là tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa chống radar hàm. Gần đây nhất, vào đêm 26 tháng 6, quân đội Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa trên biển và trên không với độ chính xác cao nhằm vào các kho đạn do các nước phương Tây gửi đến Ukraine. Trước đó, vào đêm 23 tháng 6, quân đội Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác nhằm vào trung tâm trinh xác kỹ thuật vô tuyến và thiết bị hàng không của Ukraine nằm ở gần sân bay Kanatovo thuộc vùng Kirovogas và sân bay Donetsk. Nga gần đây hạn chế sử dụng tên lửa hành trình Kinza và Iskander. Các tên lửa hành trình siêu thanh này có thể phá hủy các mục tiêu dưới lòng đất. Nga sử dụng những tên lửa này nhằm phá hủy các bãi đạn nơi không quân Ukraine cất giữ tên lửa và bom do phương Tây cung cấp. Các hoạt động của F-16 cần có các khoang bảo trì chuyên dụng chống bụi với thiết bị điện tử đắt tiền nhằm chẩn đoán và khắc phục lỗi. Thế nhưng các thiết bị như vậy thường là không có sẵn. Một khi bị phá hủy, sẽ mất rất nhiều thời gian để thay thế những thiết bị như vậy. Quân đội nga có thể sẽ nhắm vào mục tiêu các khoang bảo trì F-16 bên cạnh cơ sở lưu trữ tên lửa F-16 dưới lòng đất. Nếu Ukraine sở hữu F-16, nga có thể cũng sẽ thay đổi chiến thuật liên quan đến hoạt động của K-52. Yếu thế trên không của nga trên chiến trường cùng với khả năng sát thương của trực thăng K-52 sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức nghiêm trọng. Đối với sự thành công của bất kỳ một cuộc phản công nào của Ukraine, Giới phân tích quân sự cho rằng tiêm kích F16 có thể giúp Ukraine nâng cao sức mạnh không quân nhưng không có khả năng thay đổi diễn biến cuộc xung đột. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin quân sự tiếp theo.